Xin chào tất cả quý anh chị và cô chú đã quay trở lại với clip tiếp theo đến từ kênh của em nhé. Hôm nay em lên cho quý anh chị một lô đất rất là thích hợp để mình xây một cái view nghỉ dưỡng giống như trong màn hình. Hiện tại thì cái view nghỉ dưỡng trong màn hình là của một ông chú của em, rất là đẹp. View này là đẹp nhất nhì ở huyện Châu Đức luôn. Có dịp anh chị về muốn đi tham quan thì gọi điện thoại cho em sẽ dẫn cho quý anh chị đi tham quan cái view này ha. Không khí chỗ này thì rất là mát mẻ và trong lành luôn. View này nằm ở ngay xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Một cái view có thác chảy và có nhà rất là đẹp. Hôm nay em xin giới thiệu đến tất cả quý anh chị một lô đất tọa lạc tại xã Bầu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Lô đất của mình là có tổng diện tích là 4.900 m², và đất của mình thì hiện tại thì chủ nhà đã được làm sẵn một cái view rồi. Quý anh chị mua về là chỉ xây thêm nhà cấp 4 hoặc là mình xây thêm những cái căn nhà mát là mình có thể mình nghỉ dưỡng rồi nha quý anh chị. Và cái lô đất hôm nay em muốn giới thiệu cho quý anh chị là 4.900 m², nhưng mà trên giấy tờ thì đất lúa khoảng tầm 2.900, còn lại 2.000 là đất cây lâu năm, nhưng mà đất của mình là chủ đã san lấp hết rồi đó. Cái hồ là cái đất của mình, và phía bên phải màn hình của mình cái đám lúa là 2 sào, và cái view nhà đó là tất cả những cái đất của mình. Lô đất này thì được chủ gửi bán với giá là 750 triệu một sào nha quý anh chị của chú. Thì từ cái lô đất mà em đang quay cho quý anh chị mình đi ra lại đường Kim Long Quảng Thành thì chỉ tầm 5 đến 600 m thôi là tới. Mà từ cái vị trí lô đất của em đang đứng mà đi ra lại cái đường nhựa thì chỉ có là 20 m thôi. Cái view của mình thì đường vô tới đất, nhưng mà đường là đường ô tô đó, cái con đường đó là đường ô tô mình đi vô tới đất. Gia chủ thì cũng trồng rất là nhiều cây cảnh, những cái mảng xanh, không khí ở đây thì rất là trong lành và thoáng mát luôn. Một lô đất rất là thích hợp để cho quý anh chị nào yêu nhà vườn hay là mình mua về mình làm những cái khu nghỉ mát nghỉ dưỡng để cuối tuần gia đình mình về chơi. Cái ao này thì cá rất là nhiều nha quý anh chị của chúng. Và cái lô đất này thì chủ đã làm khu đo hết rồi nha quý anh chị. Em từ cái lô đất này mà mình đi ra lại chợ Quảng Thành thì tầm 1 cây số thôi là mình tới chợ Quảng Thành, hoặc là mình đi ra lại trung tâm thương mại Kim Long thì tầm 2 cây số. Nói chung xung quanh thì khu dân cư rất là đông, đường của mình thì mình đi đường rất là thông thoáng, đường nhựa hết rồi. Tại vì ở huyện Châu Đức thì năm vừa rồi là đường xá thì được làm là nông thôn thôn mới hết rồi, nên đường xá rất là thuận lợi nha quý anh chị chú. Anh chị nào muốn đi xem lô đất này hoặc là muốn biết thông tin về lô đất này thì cứ kết bạn Zalo số điện thoại phía trên màn hình. Em sẽ gửi sổ sách cũng như vị trí, những giấy tờ liên quan đến thửa đất gửi cho anh chị được nắm rõ ha. Đây là con đường mà mình đi ra lại cái đường nhựa đó, từ cái lô đất mình mà đi ra lại cái đường nhựa thì rất là gần nha quý anh chị. Xung quanh thì khu dân cư rất là đông. Và cái đường này ban đêm cũng có cái đèn chiếu sáng luôn. Đó. Ở cái hướng phía bên trái màn hình á là
Quyên chỉ đi ra lại đường Kim Long đi lên Quảng Thành đó, khu dân cư rất đông, phía bên góc trái màn hình là hồ Quảng Thành đó đó quý anh chị. Đường thì nói chung là đường xá thì rất là thuận lợi, còn hướng bên này thì quý anh chị đi ra lại trung tâm thương mại của Kim Long này, mình đi lên chợ Kim Long thì xung quanh cái chợ Kim Long thì rất là nhiều nhu yếu phẩm như rau củ quả cá. Đó, là đường nhựa đây, mình đi ra hướng này thì mình đi ra lại Bình Giã. Thì lô đất này thì nếu như mà quý anh chị mua về mình xây thôi, chứ còn mà mấy mấy anh chị á không phải tốn tiền san lấp nữa, tại vì chủ đã san lấp hết rồi. Đây là con đường từ đất đi ra lại đó, đường rất là thông thoáng luôn, ô tô đi thoải mái. Đó, hướng này thì em đang chạy về hướng Bình Giã nha. Đó, mình đang chạy về hướng Bình Giã. Đó, hai bên bám hai trục đường này, bám theo trục đường này thì khu dân cư rất đông. Đó, quý anh chị nào thấy lô đất này thích hợp thì liên hệ cho Tài. Em cũng xin phép kết thúc video tại đây, và hẹn gặp lại quý anh chị cô chú những video tiếp theo. Quý anh chị thấy video bổ ích hay, nhớ bấm nút like và cũng như một lượt đăng ký kênh, bấm nút thông báo để nhận những video mới nhất đến từ kênh Nhà Đất Của Tài. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị cô chú ở video tiếp theo.